Trải qua nhiều sự phát triển của công nghệ, chúng ta ghi nhận những thứ đột phá khiến cho trải nghiệm của người dùng được thoải mái và dễ dàng hơn. Ở đây thì mình đang có một chiếc là LG G Flex 2 và một chiếc LG G 3. Chúng ta có sự ra mắt của LG G 3 thì vào tháng 5 năm ngoái, tức là cũng khá là lâu rồi. Và G Flex 2 thì mới chỉ là tháng 1 ở gần đây thôi. Cách nhau tới gần 1 năm thì hãy xem chúng ta có một sự cải tiến gì với G Flex 2. Và để xem thì giữa LG G 3 và G Flex 2, các bạn nên lựa chọn thiết bị nào để phù hợp với nhu cầu của bản thân mình. Đầu tiên phải kể đến đối tượng sử dụng hai thiết bị này, nó cũng hoàn toàn khác biệt nhau. G Flex 2 có mặt lưng cong đều ôm tay. Riêng ở khoản này thì nó cũng đã hướng đến những đối tượng khách hàng thích sự mới lạ cho thiết kế và cảm giác cầm nắm rồi. Máy cong đều và màn hình cong, nó sẽ khiến cảm giác cầm nắm sử dụng trong lòng bàn tay rất tốt. Tuy nhiên đó chỉ là khi các bạn cầm mà thôi. Còn nếu có để vào túi quần, lúc này nó như một cục hình đối với nhiều bạn. Đặc biệt là những bạn hay mặc quần jean bó sát, nó khiến các bạn khá khó chịu. G3 thì hiện đang vẫn là thiết bị hot bởi những gì nó mang lại. Và vì chưa ra G4, thế nên trong dòng G thuần, G3 vẫn là thiết bị mạnh mẽ nhất. Nó kế thừa thiết kế từ G2 và cải thiện lại. G3 có phần mặt lưng nhựa giả xước kim loại trông rất sang trọng. Mặt lưng này chứa toàn bộ phím cứng và cụm camera rất ấn tượng với chế độ lấy nét laser và đèn flash chua tông. Cả G3 và G Flex 2, mặt lưng đều có đầy đủ những thứ đặc thuần của LG. Ở mặt sau các bạn cũng có thể thấy được G Flex 2 thì nó chỉ là một cái màu sắc dạng trơn. Nó có một cái công nghệ mà người ta gọi là tự động hồi phục vết xước, thế nhưng thì nó vẫn cứ xước như thường. Còn LG G3 mặt lưng thì các bạn có thể thấy là nó xước phay ngang giả kim loại, nhìn thì có cảm giác như mình đánh giá là G3 thì nó sẽ cho cảm giác nó sang trọng hơn G Flex 2. Mặt lưng thì cả hai cái đều chứa những cái công cụ như nhau, về chức năng thì không có gì khác biệt. Còn về cảm giác cầm nắm, G Flex 2 nó tốt hơn, thế nhưng với việc nó cong như thế thì sẽ khiến nhiều bạn còn thấy lạ lẫm. Với G3 thì chỉ cần chạm ngay vào đầu tiên, các bạn cũng sẽ có thể làm quen được mà không gặp bất cứ chút bỡ ngỡ nào cả. Với G3, chúng ta có rất nhiều màu sắc để chọn lựa như là trắng, titan, gold, hình như còn có cả màu tím hay gì nữa, mình không rõ cho lắm. Còn với G Flex 2 thì có lẽ đến thời điểm này, chúng ta chỉ có duy nhất một màu sắc để chọn lựa, đó là đỏ đô. Mình thì chưa rõ là nó có những màu nào bởi đơn giản nó chưa về được Việt Nam. Nhìn cái màu đỏ đô thì khá là sang trọng, thế nhưng ai mà không thích cái màu sắc này thì chắc chắn là cũng sẽ tàu lượn, không thể nào lựa chọn được LG G Flex 2 luôn. Điểm thứ hai là về màn hình, thông số thì khác biệt nhau khá là nhiều. Một bên là 5,5 inch, độ phân giải 2K với công nghệ IPS True HD trên chiếc là LG G3. Còn G Flex 2 thì chỉ là 5,5 inch P-OLED, độ phân giải Full HD mà thôi. Có lẽ nhiều bạn cho rằng màn hình Full HD là đủ, thì công nhận cũng là đủ thật. Nhưng không phủ nhận xu hướng màn hình 2K hiện nay đã đang được mọi hãng và mọi người dùng công nhận. Nó là thứ cần phải có ở trên những thiết bị cao cấp. G3 cho mật độ điểm ảnh vượt trội so với G Flex 2, G3 cho độ sáng vượt G Flex 2 và G3 cũng cho giải màu vượt hơn G Flex 2. G Flex 2 thì hơn G3 ở màu đen và những gam ở màu nóng bởi đặc tính của màn OLED là vậy. Hơn nữa màn hình của G Flex 2 thì nó cong đều. Nhờ cái màn hình cong này mà trải nghiệm xem phim, xem ảnh theo chiều ngang cũng sẽ đã hơn nếu so với G3. Nhưng đó là lý thuyết. Còn thực tế trải nghiệm thì có cong tí xíu nên mình chẳng thấy khác biệt là mấy. Nhưng không thể phủ nhận được, đó là màn hình OLED trên G Flex 2 nếu sử dụng vào buổi đêm để xem phim thì đã hơn G3 rất nhiều. Khác biệt thứ ba đó là về sức mạnh. LG G Flex 2 sử dụng bộ vi xử lý là Snapdragon 810 mạnh nhất tại thời điểm hiện tại trong dòng họ nhà Qualcomm. Còn LG G3 thì nó chỉ là Snap 801 mà thôi. Như vậy không có lý gì mà G Flex 2 lại không vượt được G3 cả. Cả hai đều có 3GB RAM và chip đồ họa thì đương nhiên kèm theo 810 là 430, cũng vượt hơn nhiều so với 330 trên LG G3. Chơi game, G Flex 2 cho một trải nghiệm thực sự là khác hoàn toàn nếu so với G3. Thế nhưng G Flex 2 vướng vào một vấn đề, đó là nhiệt độ của máy. Rất nhiều thông tin cho rằng Snap 810 bị lỗi cái phần tản nhiệt, và dường như nó đúng thật là như vậy. Máy rất nóng khi bạn chỉ cần xem phim thôi chứ chưa nói gì đến chơi game. Và nếu chơi game thì không biết nói gì hơn, rất nóng. LG G3 thì với Snap 801 3GB, nó vẫn thừa sức gánh ngon mọi game hiện nay, từ nặng cho đến nhẹ và game hành động cho đến siêu hành động. Chiến được hết, nhiệt độ cũng ở mức vừa phải, cầm cũng thoải mái hơn nếu so với LG G Flex 2. Vậy ở khoản này thì G Flex 2 mạnh mẽ hơn nhưng lại nóng hơn, G3 thì ổn định hơn. Cả hai đều lên Lollipop 5.0 rồi. LG G Flex 2 thì Snap 810 nó là chip 64 bit, lên 5.0 hỗ trợ 64 bit thì chắc chắn là cái hiệu năng nó hơn hoàn toàn. Xét về mặt phần mềm thì cả hai đều giống nhau hoàn toàn, còn về hiệu năng thì G Flex 2 hơn. Về camera thì hai máy dùng chung một cụm camera
Mình thấy là như vậy bởi đơn giản là cùng là 13 megapixel này, khẩu độ f2.4, chống rung quang học, wifi 4K, phần mềm thì nhau, nên nói chung cái chất lượng hình ảnh thì mình đánh giá là tương đương nhau hoàn toàn. Khá đáng tiếc thì mình không có ảnh ở đây để mà so sánh vì hôm đi chụp thì mình quên không mang G3 theo mà chỉ chụp bằng G Flex 2. Ảnh thì cũng đã bị lỡ mất hết rồi. Hẹn các bạn trong một dịp khác khi mình có máy và đánh giá cụ thể hơn. Cuối cùng ở phần pin thì cả hai đều dùng pin pin là 3000 mAh. Một bên là màn hình 2K và một bên là màn hình Full HD. Nhiều bạn chắc chắn sẽ cho rằng là G Flex 2 sẽ cho thời lượng pin tốt hơn. Thì đúng là như vậy, nếu mà các bạn sử dụng ở những cái tác vụ bình thường như là nghe gọi, xem phim, lướt web hay là mình chơi những game nhỏ nhỏ mà không yêu cầu đồ họa phải hoạt động quá nhiều. Còn nếu mà các bạn chơi game thì lúc này mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Bởi nhiệt độ trên G Flex 2 thì nó cao hơn G3 rất nhiều, thế nên là thời lượng pin cũng sẽ bị đốt nhanh hơn. G Flex 2 tỏa rất nhiều nhiệt và như thế thì thời lượng pin cũng sẽ sụt nhanh hơn. Lúc này thì cả hai máy thời lượng pin cũng như nhau mà thôi. Thời lượng pin đã yếu rồi thì lúc này các bạn mình nghĩ là sẽ mong ngóng cái việc là máy tháo được pin ra để có thể thay nóng. Lúc này thì G3 tháo được nắp pin để mà tháo thay pin, thay sim, thẻ nhớ. Lúc này nó sẽ phát huy được một cái thứ mà các bạn sẽ thích hơn nếu so với LG G Flex 2. Còn với G Flex 2 thì chắc chắn là mình nghĩ các bạn nên sắm thêm một cục pin dự phòng với dung lượng cao, tầm khoảng ít nhất là tầm 10.400. Thì lúc này các bạn sẽ có thể sử dụng trong ngày với cái nhu cầu của các bạn nó sẽ thoải mái hơn. Tổng kết lại thì với hai sản phẩm là LG G Flex 2 và LG G3, G Flex 2 cho một trải nghiệm mới lạ hơn ở cảm giác cầm nắm và sử dụng, còn với G3 nó vẫn là sự chuẩn mực, vẫn là sự thông dụng hướng đến mọi khách hàng. G Flex 2 thì ngon hơn ở mặt cấu hình nhưng nóng hơn, G3 thì vẫn cứ lại ổn định trong mọi trường hợp. Và cuối cùng là mức giá, G3 chỉ là 9 triệu trong khi đó G Flex 2 thì còn không rõ là bao nhiêu vì lượng hàng hóa quá là khan hiếm. Vậy bạn sẽ chọn luôn G3 hay là vẫn cố gắng chờ đợi G Flex 2 khi nó phủ sóng ở Việt Nam được nhiều hơn? Mời các bạn để lại comment phía bên dưới. Và mời các bạn truy cập website click3.com.vn, Facebook click3 chọn là 10 để biết rõ thông tin chi tiết về mức giá của cả hai sản phẩm này. G Flex 2 thì lâu lâu nữa mới có hàng nên các bạn cũng có thể tham khảo qua về LG G3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.